Xin chào anh chị và các bạn, rất vui vì anh chị và các bạn đã đến với buổi video trên link về sản phẩm của công ty xin lanh điện Mobit. Thì trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về công ty xin lanh điện Mobit cũng như các mẫu sản phẩm motor, đai đỏ, cổng tự động Mobit. Thì công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và kỹ thuật Mobit Việt Nam hoạt động với phương châm là sản phẩm chất lượng, tư vấn chuyên sâu. Đôi nét giới thiệu về công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và kỹ thuật Mobit Việt Nam được thành lập với sứ mệnh là cung cấp các thiết bị tự động hóa, ở đây cụ thể đó là xin lanh điện, vào trong các ứng dụng của đời sống. Việc này giúp cải tiến, sáng tạo, nâng cao các giá trị cuộc sống theo với xu hướng công nghiệp hóa 4.0 hiện nay của xã hội. Thiết bị kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và kỹ thuật Mobit Việt Nam cung cấp các sản phẩm có tiêu chuẩn chất lượng cao. Bên cạnh đó thì sẽ đi kèm với dịch vụ tư vấn chuyên sâu, đưa ra các giải pháp kỹ thuật hiệu quả cao cho người sử dụng. Đây không chính là giá trị cốt lõi mà Mobit mang lại cho người sử dụng. Các ứng dụng thường thấy có thể sử dụng xin lanh điện, ví dụ như đóng mở cửa sổ, kính trời, đóng mở cửa cổng, còn trong đó có cổng trượt, cổng quay, vân vân. Bộ sản phẩm motor tay đòn cổng tự động. Motor tay đòn cổng tự động là gì? Đó là dòng sản phẩm chuyên dùng cho các ứng dụng đóng mở cổng tự động, ví dụ như là cổng hai cánh, cổng bốn cánh, cổng trượt, cổng chơi, vân vân. Dòng sản phẩm này thì sẽ giúp cho việc đóng mở cổng trở nên thuận tiện và đơn giản hơn. Bên cạnh đó còn tăng tính thẩm mỹ và nâng cao giá trị ngôi nhà của bạn. Các mẫu sản phẩm của Mobit. Dòng sản phẩm motor tay đòn Mobit thì sẽ chia ra làm hai dòng ứng dụng chính. Thứ nhất đó là ứng dụng dùng cho cổng mở quay, thứ hai là dùng cho ứng dụng cổng mở trượt. Trong đó cổng quay sẽ gồm các bộ sản phẩm như Mobit G, G2, G300, G350, G300S và Mobit G350S. Dùng cho cổng trượt sẽ gồm có Mobit SG, Mobit SGL500. Bên cạnh đó, Mobit còn cung cấp thêm các mẫu phụ kiện tùy chọn như khóa điện tự động, công tắc wifi, cảm biến quang, cảm biến vật cản, vân vân.